Thời sư do còn hỏi trong a Tỳ đàm sư có nói do vô minh không biết bốn sự thật dẫn đến chúng sanh làm việc nghiệp thiện ác dẫn đến tái sanh hoặc đầu thai con có ba câu hỏi như sau việc nghiệp, nghiệp ác dẫn đi tái sanh đã quá rõ ràng nhưng nghiệp thiện cũng dẫn tới tái sanh hả sư Nếu như nghiệp thiện không dẫn đi tái sanh thì làm sao quý vị sanh lên cõi người, cõi trời. Hả? Mình làm thiện mà mình không tái sanh thì cái người làm phước họ đâu có lên cõi người. Hả? Họ không có tái sanh làm người, họ cũng không tái sanh làm trời. Rồi cái người tu thiền đó họ cũng không thể sanh lên cõi phạm thiên. Hả? Cho nên làm thiện là chắc chắn sẽ đưa đi tái sanh chứ. vậy thì tại sao một vị Phật luôn coi giải thoát không còn tái sanh nữa là mục đích cuối cùng cao thượng nhất lại vẫn luôn khuyến khích không chỉ cư sĩ mà còn các tỳ kheo những người đi theo mục đích không còn tái sanh nữa thực hiện các thiện pháp và trong rất nhiều bài kinh ngài còn nói các tỳ kheo về lợi ích của các thiện nghiệp hành động thiện bởi vì chúng ta chỉ có hai việc để làm thôi một là các cái hành động thiện hai là các cái hành động bất thiện Và chúng ta khi chúng ta không làm bất thiện thì tức là chúng ta đang làm thiện chỉ đơn giản như vậy thôi à. À, hơn nữa đó quý vị nhớ dùm cho cái việc chúng ta làm thiện nó là một chuyện còn cái mục đích mình làm thiện để làm gì nó lại là vấn đề khác à, như là trong trung bộ kinh đức phật ví đó đức phật ví là như một gỗ à, không bị chư thiên vớt nó có nhiều nguyên nhân à, không tấp vào bờ bên này không tấp vào bờ bên kia không vướng vào cái ù nổi à, không bị à, loài người vớt không bị chư thiên vớt không bị mục nát, không bị chìm vào cái vũng nước xoáy, thì trong đó không bị chư thiên vớt, có nghĩa là sao? Không có mong cầu tái sanh lên các cái cõi lành, thì vì đó làm các việc thiện mới có thể đưa đến sự giải thoát. Nghĩa là ở đời chúng ta chỉ có hai việc thôi, chính xác chỉ có một việc thôi, để mà tránh ác thì phải làm thiện. Bản thân cái việc chúng ta tránh cái điều ác thì bản thân nó đã là điều thiện. Hế? Mà mình không làm việc thiện thì chắc chắn là mình làm việc ác. Chỉ đơn giản như vậy. Ờ, quý vị sau này học A Tì Đàm thì sư sẽ nói rõ hơn. Ờ, có những cái tâm mà làm mà không tạo nghiệp. Đó. Nó chỉ có hai dạng thôi. Một là cái tâm quả. Hai là tâm của một vị A La Hán thì nó mới không tạo nghiệp thôi còn chúng ta đã là chúng sanh thì mình làm cái kiểu gì thì nó cũng tạo nghiệp hết ừ nó ở đời thì bây giờ muốn không mình đã không tạo nghiệp bất thiện thì mình phải tạo nghiệp thiện đơn giản như vậy còn cái mục đích ấy, cái mục đích mình làm thiện để làm cái gì thì đó mới là cái cần phải nói đến ừ mục đích đức phật nói ra khuyến khích chúng ta làm thiện nhưng mà làm thiện là để đi đến sự giải thoát giác ngộ chứ không phải làm thiện để mong cầu sự tái sanh cái người mà làm thiện mà để mong cầu sự tái sanh á nó giống như một cái người võ sĩ tập luyện rất là thuần thục có được những sức mạnh rất là dữ dội để mà lẽ ra bằng cái sức mạnh đó vì đó có thể giành được cái chức vô địch nhưng mà cái người võ sĩ được rèn luyện như vậy đó chỉ để nhận về một cái củ cải thôi vậy đó không lên võ đài không đấu gì hết rèn luyện cơ bắp ngon lành phản ứng ngon lành sức khỏe đánh đấm ngon lành chỉ để nhận về một cái củ cải thôi chứ không phải để nhận về một cái huy chương một cái giải nhất ở trong một cái sàn đấu danh giá dành xứng đáng với họ thì cái người làm thiện á làm thiện mà sanh thiên á cũng y chang như vậy lẽ ra cái việc mình làm thiện đó mà mình hướng đến sự giải thoát giác ngộ là xong chuyện rồi nhưng mà mình lại đi mình làm thiện mà mình hướng đến cái chuyện là để hưởng quả đời sau kiếp khác Thế thì nó là điều không có nên cho nên cái vấn đề là mình hiểu sai ý của Phật chứ không phải là Phật dạy nó mâu thuẫn ừ? các hành động hướng đến giải thoát như thiền tứ niệm xứ bố thí thực hành bát chánh đạo Có gọi là thiện nghiệp không sư nếu đó là thiện nghiệp nó phải dẫn tới tái sanh vì sao thế tôn lại khuyên tiền kheo nên làm còn nếu không phải là thiện nghiệp cũng phải ác nghiệp thì nó là loại nghiệp gì? Thì như sư nói đó, đó là thiện nghiệp. Và nếu như mình làm thiện nghiệp không vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, mà mình hướng đến cái sự tái sanh ở đời sau kiếp khác, thì cái việc này Đức Thế Tôn Ngài chê. Nha. Thiện nghiệp đúng là nên làm, nhưng mà chúng ta phải làm vì mục đích hướng đến sự chấm dứt sanh tử chứ không phải mình làm việc thiện với mục đích sanh tử, ví dụ như mình làm phước mà mình mong cho đời sau con giàu, à, mong cho con được xinh đẹp, mong cho con được sinh thiên, à, mong cho được cái này, mong cho được cái kia mà không phải con làm thiện để mong làm sao không còn thiện ác nữa. Nó khác nhau nhiều lắm. Yeah. Mm.